Chào các bạn đến video của chúng tôi, nối tiếp video về trường Đại học Bắc Kinh, chúng tôi sẽ nói về điểm nổi bật của trường Đại học Thanh Hoa. Chúng ta bắt đầu tìm hiểu nào. Một, giới thiệu về trường Đại học Thanh Hoa, tên quốc tế là The Tsinghua University, Thu, được xem là trường đại học danh tiếng nhất ở Trung Quốc và châu Á, luôn có tên trong thứ hạng cao nhất của bảng xếp hạng các trường đại học danh giá. Được xây dựng năm 1911 và tọa lạc gần trường Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc. 2. Chất lượng đào tạo, Thanh Hoa được xếp hạng hàng đầu các trường đại học tại châu Á, cũng như thế giới. Khi học tại đây bạn sẽ được phát huy hết khả năng của bản thân sau khi tốt nghiệp, với danh tiếng là sinh viên của Đại học Thanh Hoa. 3. Các ngành đào tạo, Đại học Thanh Hoa nổi tiếng với đào tạo các ngành về công nghệ, kỹ thuật, khoa học tự nhiên. Nhưng những chuyên ngành khác ngôi trường này đào tạo cũng rất tốt, và đây cũng là ngôi trường các bạn nên lựa chọn khi có mục tiêu du học tại Trung Hoa. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Các bạn hãy like và chia sẻ để ủng hộ chúng tôi.